Út Vĩnh hay quá. Em ơi, coi anh biểu diễn nè. Oh no. Em leo không để anh đẩy em lên? Đâu để em chèo thử coi. Em chèo đại đi, không có sao đâu. Anh Út ba cho em xuống đi, em sợ quá rồi. Chị hai chèo cái về té đó. Chị sợ quá bị... Giờ chị xuống hết được rồi. Chị mà con chèo cái gì vậy? Từ từ thôi để mẹ xuống đỡ xuống. Sao con chèo cái dừa nó khó chèo dữ lắm. Con thấy anh Út Vĩnh chèo được mà. Anh Út Vĩnh của con là người ta ở đây lâu rồi, người ta chèo biết quen. Con còn chưa gì cho mà phóng lên trên cây dừa nó té xuống cái là chạy dò đó biết. Đó em nói vậy, không có biết chèo mà tèo. Anh Út của con ở đây lâu rồi, mấy việc anh làm hoài thuần thục. Con mới không có được học theo, lỡ mà té cái là chặt tay chặt chân nguy hiểm lắm đó biết không con. Giang ơi em nhìn kìa. Mẹ ơi con lại cái nhà đỏ đằng kia chơi nghe mẹ. Được rồi đi từ từ thôi nghe con. Cái gì cũng màu đỏ không em ơi, đẹp quá. Giang ơi nhìn chị đội nè Giang. Đi hai nhìn em đi dù nè. Ôi ghê chưa. Ghê chưa. Công chúa vậy đẹp quá. Wow, hai đứa làm gì vậy? Mẹ ơi, mẹ cũng vô chơi với tụi con đi mẹ. Để mẹ vô, ba mẹ con mình làm bộ album màu đỏ luôn nha các con. Ôi, ghê chưa? Chơi vậy được rồi con, trả lại cho người ta đi, mình đi nha con. Mẹ ơi, cho con ôm cây đàn theo đi mẹ, con thích lắm. Cây đàn này người ta chỉ để cho mình tham quan và chụp ảnh với nó thôi. Con lấy đi rồi người sau lấy gì họ chụp. Con mà lấy đi là bị bảo vệ bắt liền đó. Để lại đi con. Dạ, để con để lại. Các bạn nhớ nghe, mình tham quan chụp ảnh xong mình để đồ trang trí lại chỗ cũ nghe các bạn. Tạm biệt các bạn. Cái gì mà ngộ quá vậy ta? Cái gì nhé đi ơi. Ủa cái dòng này là... Cái này nó có hai ô hai bên nè, hai chị mình nhảy chơi đi. Chị chơi một mình. Thôi em không nhảy qua. Chơi thì thôi. Bên đó còn nhiều cái nắp đó kìa, mình qua nhảy thôi. Nãy giờ mình chơi mình nhảy cũng mệt rồi, để mình coi ở dưới này nó có cái gì nè. Ủa hai đứa làm gì mà nãy giờ bên kia cô thấy hai đứa nhảy nhót lên nắp cống vậy con? Ủa cái này là cái nắp cống hả cô? Em nói giờ cái này nãy giờ coi đừng đé mà. Tụi con không có được chơi nhảy nhót trên cái nắp cống biết không? Nó nguy hiểm lắm. Ở cái nắp cống ở dưới là nó trống và nó chứa nước thải nên chắc dơ rồi đó. Tụi con nhảy mà lỡ trơn trọt hoặc té mực nó sập nắp cống rồi nó nguy hiểm lắm biết không? À vậy mà nãy giờ con còn tò mò không biết ở dưới này là cái gì, con còn định mau lên nữa. Các bạn ơi, các bạn ơi, con lại thằng đi cường ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tạm biệt các bạn. Tạm biệt các bạn.